24 thiên, ngày thứ 24. Hay nghe và nhắc lại cách nói. Có nghe nói qua, chị mình trước đây chính là học đại học ở đó. 听说过，我姐以前就在那里读大学。 听说过我姐以前就在那里读大学。 听说过，我姐以前就在那里读大学。 听说过，我姐以前就在那里读大学。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn có thể gọi mình. 你可以叫我。 Đâu có. Ná lỉ. Biết nói tiếng Việt không? Huỷ xua yuê ná yu ma? Học tập lẫn nhau. Hủ xiang xuế xí. Nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近. Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? 中国哪个地方的人? Từng nghe nói qua Quế Lâm. 听说过桂林, Quảng Tây, Quảng Xi,